thật thật giả giả. Chà, chưa gì mà đã nắng thế này rồi. Phải lên trên kia ngồi nghỉ một lát đã nào. Giá mà ta được sinh ra trong gia đình khá giả thì đã đâu đến nỗi vất vả như thế này. Chàng trai. Ông là ai? Ta là thần cai quản chốn này. Ta nghe thấy tiếng thở dài quanh đây. Ta có thể giúp gì được cho cậu không? Thật vậy sao? Tình cụ hãy giúp cho con có cuộc sống sung sướng, vui vẻ hơn có được không? Thế cậu muốn gì? Dạ, con muốn có nhiều tiền bạc, có địa vị cao sang và có người vợ xinh đẹp như tiên giáng trần thưa cụ. Được, nhưng nếu có được những điều đó, cậu vẫn không vui thì sao? Sao lại không vui ạ? À? Chắc chắn con sẽ vui thưa cụ. Thôi được, ta sẽ cho cậu toại nguyện. Cảm ơn cụ ạ. À. Điều ước thứ nhất. Đúng là người này. Dạ, ngài chính là anh em sinh đôi mà Đức Vua thất lạc đã từ lâu nay. Xin hãy theo chúng tôi về kinh thành để sống cùng vương thất ạ. À. Mấy ngày rồi ta không được ra đến ngoài kia tận hưởng ánh sáng chan hòa. Sao ta thấy chân tay mình buồn bực thế này cơ chứ? Dạ thưa tướng quân, đã sống trong cung điện, muốn ra ngoài phải có lệnh của nhà vua. Như thế này thì còn gì là tự do cơ chứ? Điều ước thứ hai. Như vậy là ta đã giàu to rồi, có mà tiêu cả đời này cũng không thể hết chừng này tiền. Thưa ông đi nghỉ đi ạ. À. Không, cần chi ngủ cơ chứ, có đống bạc lớn thế này thì ta có thức hoài cũng không thấy mệt đâu. Dạ, như vậy là cả tuần nay ông không hề chợp mắt, chỉ ngồi ôm thúng bạc này thôi ạ. À. Ta không sao, chỉ cần nhìn đống tiền vàng này ta đã vui rồi. Ông hãy xem lại ông đi ạ. Trời, là ta đây sao? Có nhiều vàng mà trong ta lại tiều tụy nhếch nhác thế này, ra phố mọi người sẽ cười cợt ta cho xem. Tiền bạc lại làm ta thành ra như thế này sao? Điều ước thứ ba. Chàng thấy thiếp và liễu thì thứ gì đẹp hơn? Đương nhiên là nàng đẹp hơn rồi. Thiếu gia, phụ thân của người đang lâm bệnh nặng, rất muốn được gặp người. Trời, được, ta đến ngay đây. Không, chàng nhất định phải ở lại đây với em. Chàng mà đi thì em buồn chết. Nhưng cha ta đang bệnh nặng, ta không thể bất hiếu với người được. Chàng, vậy chàng không cần em nữa ư? Nếu chàng đi, coi như tình nghĩa của chúng ta chấm hết. Chàng trai, ta đã cho cậu quyền lực, tiền bạc và cả ái tình như cậu muốn, cớ sao cậu vẫn cứ thở dài? Thưa cụ, con nghĩ lại rồi ạ. À. Cậu đã thay đổi quyết định rồi ư? Dạ vâng, con thà làm người nông dân cày cuốc mà được thung dung giữa thiên nhiên đất trời, được làm mình còn hơn là làm nô lệ cho tiền bạc, địa vị, ái tình, thưa cụ. Hãy nhớ rằng không có gì là không phải trả giá. Hãy tự mình tìm kiếm những điều đó bằng chính đôi tay, sức lực của bản thân. Cậu sẽ không bao giờ mất tự do. Hóa ra là một giấc mơ. Hay, đi làm tiếp thôi. Hơi thở sau cơn bão. Mười hai, mười một, mười. Đếm gì thế cưng? Lại một chiếc nữa rụng rồi. Ăn một chút cháo rồi uống thuốc nha. Mình không muốn ăn. Mình chỉ muốn nhìn những chiếc lá thường xuân kia rơi thôi. Nhanh thật đấy. Mấy hôm trước mình còn đếm chóng cả mặt, thế mà bây giờ chỉ còn có vài chiếc. Chả mấy chốc
chiếc lá cuối cùng cũng rụng xuống. Chắc khi đó mình cũng giống như cây thường xuân kia. Cậu đừng suy nghĩ lung tung như thế. Bác sĩ nói bệnh của cậu có cơ hội chữa khỏi mà. Mình sẽ khỏi bệnh sao? Mình muốn vẽ vịnh Naples lắm xíu ạ. Ừ, khi nào cậu khỏe, hai đứa mình sẽ cùng đi vẽ vịnh Naples. Còn bây giờ, cậu cố ngủ một giấc đi. Làm thế nào đây? Phải làm gì với Jonesy ngốc nghếch và đáng thương của mình đây? Gió thổi mạnh quá. Làm sao cái dây leo mỏng manh kia có thể chống chọi được chứ? Nếu sáng mai tỉnh dậy, Jonesy nhìn thấy chiếc lá cuối cùng đã rụng xuống, chắc cô ấy... Không, không thể như thế này được. Mình phải... Thế là đêm qua chúng đã rụng hết, chỉ còn lại một chiếc. Ồ, đó là chiếc lá cuối cùng trên cây thường xuân. Gần cuốn lá vẫn còn màu xanh sẫm, dù rìa lá hình răng cưa đã nhuốm màu vàng. Chắc hôm nay nó sẽ rụng thôi. Và... Cậu cứ nói gỡ cái gì thế? Làm gì có chuyện đó? Chắc là nó sẽ rụng. Mình sẽ cùng theo chiếc lá đó thôi. Siêu, làm ơn mở cửa sổ ra. Siêu à, thật là kỳ diệu đúng không? Trải qua cả trận mưa bão mà cái lá mỏng manh vẫn còn đó. Thế mà mình cứ tưởng... Không sao đâu, mình tin cây thường xuân sẽ đứng vững và bạn của mình cũng sẽ vượt qua như cây thường xuân kia. Siêu à, mình muốn ăn thêm cháo. Tốt quá, phải thế chứ. Quái, chiếc lá này thật kỳ lạ. Sức sống của nó thật phi thường. Hả? Cái gì thế này? Trời ơi, Siêu. Siêu, cậu đâu rồi? Cảm ơn cậu nhé. Cậu là một người bạn tuyệt vời. Cậu đã làm cho chiếc lá không bao giờ tàn úa và đã tăng niềm tin, thêm sức sống cho mình. Ồ, không, đó là chiếc lá trong tâm hồn cậu không bao giờ úa tàn đấy chứ. Ôi, một tuyệt tác của những tác phẩm hội họa. Vượt mất cơ hội. Chán mình nhỉ, dạo này thức ăn khan hiếm quá, bay cả ngày cũng chỉ được chút thức ăn lót dạ. Ừ, từ mai vợ chồng mình sẽ sang cánh rừng bên cạnh kiếm ăn xem sao. Bên đó gần hồ nước, chắc thức ăn sẽ nhiều hơn, chịu khó bay xa một chút vậy. Hơn nhiều mình nhỉ. Mình nhìn kìa. Gì thế? Phía dưới kia có một cây sai quả quá. Chúng ta tha hồ ăn rồi. Cha, nhiều quả quá. Cha, ngon, ngon quá. Em chưa được ăn quả này bao giờ. Mình à? Sao thế mình? Anh nghĩ chúng ta phải về sắm một cái túi thật lớn mang đi đựng mới được. Mà ngộ nhỡ có kẻ... Mình cứ lo bò trắng răng. Lũ chơi đợt này trốn trong hang suốt, xung quanh ở đây toàn cây lớn, chắc không kẻ nào dòm ngó đâu. Mình nói cũng phải. Cái túi to này sẽ đựng được nhiều quả lắm mình nhỉ. Rồi chúng ta sẽ có biết bao nhiêu là thức ăn dự trữ cho mùa hè nóng nực này. Tốt rồi.
vậy ta đi thôi. Không được rồi mình ơi. Sao thế mình? Tôi sực nhớ ra rằng cái tổ nhà mình bé quá, với túi đựng quả to thế này thì làm sao mà tổ ấy chứa được. Ừ nhỉ, sao tôi không nghĩ ra ta. Vậy giờ ta về làm một cái tổ thật to vững chãi, rồi hãy qua lấy cũng chưa muộn. Vậy là tổ mới đã xong, mọi việc đều rất thuận lợi. Chúng ta đi thôi mình ơi. Ôi, thật thơm và chín mọng làm sao. Bà mình à. Sao vậy? Chỉ có hai vợ chồng ta thì không thể lấy được hết chỗ quả này. Vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta cùng chia nhau ra, đi gọi hết anh em họ hàng nhà Vành Khuyên đến đây. Phải có như vậy thì mới bứt được hết số quả này. Chúng ta cùng chia nhau đi gọi cho nhanh nha. Nhưng mà đang dở tay thế này. Không nhân gì hết, phải nhanh lên mới được. Nhanh lên mọi người ơi. Vợ chồng Khuyên vàng giỏi thật, đang mùa đói kém mà tìm ra được quả quý, còn gì bằng nữa. Giỏi thật đấy. Hả? Gì thế kia? Chán mình quá, chuẩn bị mãi để rồi cuối cùng lại công cốc. Giá mà biết thế này thì... Ý trời ơi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!